Mai Phương rất vui được gặp lại quý vị khán giả và các em trong chương trình Ước mơ của em. Ngày hôm nay thì chị nhận được một lá thư của cô bé tên là Thanh Mai, 10 tuổi. Ước mơ của bạn ấy rất là đặc biệt bởi vì Mai đã tự sáng tác ra một câu chuyện và đã vẽ thành một tập truyện tranh luôn rồi. Và Mai mong muốn rằng là cuốn truyện tranh của mình sẽ được xuất bản. Wow! Quả thật là ước mơ của em làm chị Mai Phương rất bất ngờ, bởi vì bản thân chị Mai Phương cũng chưa dám nghĩ tới việc đó đâu. Nhưng thôi, ngày hôm nay chị Mai Phương sẽ hỗ trợ cho em bằng cách là nhờ hiệp sĩ giúp đỡ cho em trong quá trình chúng ta sẽ tìm cách để mà xuất bản tập truyện của em nhé. Ngay bây giờ thì cô hiệp sĩ mời các bé chúng ta cùng vào nhà bạn ấy nha. Dạ em chào anh. Dạ. À, em là hiệp sĩ đến từ chương trình Ước mơ của em, và ngày hôm nay em đến đây để giúp cho bé Thanh Mai thực hiện ước mơ của mình, đó là xuất bản cuốn truyện tranh. Dạ mời em. Dạ. Mai ơi. Cô ơi. Xin chào. Xin chào Thanh Mai. Bây giờ là cô muốn biết từ miệng của con nói là ước mơ của con là như thế nào? Dạ, ước mơ của con là trở thành họa sĩ truyện tranh và xuất bản trong tương lai. Con vẽ tranh được bao nhiêu lâu rồi? Chắc là vài tháng. Chỉ có mới vài tháng thôi á. Có ai dạy cho con không? Dạ, không có ai dạy hết. Tự con vẽ. Cái này là tập đầu tiên của con đúng không? Đúng rồi. Một cái tập như thế này là tới có bao nhiêu trang giấy? Tính thì cái trang này là 47 trang đó con. 47 trang? 47 trang thì vẫn chưa xong đâu con. À, vẫn chưa xong. Ý tưởng này là của tự con đưa ra hay là có bố hoặc mẹ gì tự đưa ra? Con. Cái tập truyện của con tên là gì vậy? Dạ, Mujin Me Kẹo. Mujin Me Kẹo. Con chỉ định vẽ về một cái cô bé hiếu động, thích làm bánh. Và những cái cuộc thi cô đã tham gia và cô đã đạt được những thành tích nào. Bạn Mujin là thích bánh kẹo, từng có 16, 18. 18 cái răng sâu đã chữa. Bạn này là chị của nhân vật chính. Còn đây là ba mẹ của bạn Mujin, đúng không? Ủa, mẹ của bạn Mujin là ca sĩ opera. À hả? Con thích nhạc opera hơn. Còn này, bố của bạn Mujin là nhà khoa học với 7 bằng tiến sĩ. Mỗi trang như này con vẽ mất bao nhiêu lâu? Chừng 5 phút đó con. Ồ, cũng nhanh quá ha. Thế thì con có bao giờ tìm hiểu là cái quá trình xuất bản nó như thế nào không? Cái công đoạn của nó như thế nào không? Nếu là con thì con nghĩ như vậy. Ừ. Ở bên này mình phải vẽ xong chuyện rồi sau đó đem đến nhà xuất bản, rồi sau đó thuyết phục họ đọc chuyện của mình, là đưa ra nhận xét che cái gì á thì mình sẽ hỏi họ để mình khắc phục lại. Rồi sau đó con lại đem tới tiếp, nếu như mà họ đồng ý xuất bản thử á. Chị cũng chứ. Bây giờ cái trang đầu tiên thì cô thấy nó cũng hơi bị nhăn ngầu một tí, con vẽ lại cái trang đầu này được không? Dạ được. Nha, nhanh không? Chắc là nhanh. Thì đẹp thì sẽ viết bằng màu. Rồi, như vậy là đã xong cái trang bìa. Cô thì cô cũng không có rành lắm về cái bộ môn này. Chính vì vậy mà tí nữa đây, cô với con sẽ nhờ các cô chú trong nhà xuất bản, họ sẽ góp ý thêm cho con về cái phần nội dung nữa nha. Nhận. Trước khi hai cô cháu đi đến nhà xuất bản thì em rất là muốn biết là gia đình mình phát hiện bé có năng khiếu vẽ từ lúc nào anh? Từ hồi nhỏ khoảng 2-3 tuổi thì vẽ đầy nhà, đầy tường đó vậy thôi. Lớp 2 thì có đi học vẽ ở nhà thiếu nhi thành phố khoảng 2 tháng. Rồi là cứ nhìn tranh rồi vẽ vậy thôi. Bé muốn thực hiện cái ước mơ là xuất bản một tập truyện tranh thì lúc đó thì anh chị có suy nghĩ như thế nào ạ? Thứ nhất là cứ cố gắng. Thứ hai là nếu mà đây cũng là một cái cơ hội tốt, kể cả mà không được như mong đợi, không được xuất bản, mình biết y mình yếu chỗ nào để sau này còn cố gắng. Thế thì bây giờ xin phép bố tạm biệt bố, rồi cô cháu mình đi thôi. À, bye bye, chúc may mắn. Em chào anh. Đây là bé Thanh Mai, và bé có một cái ước muốn, và bây giờ là con muốn cái gì? Con muốn ước mà làm họa sĩ truyện tranh. Con có một tập truyện tranh con sáng tác, không biết chú có thể giúp con xuất bản không? Dạ đây, đây là cuốn truyện của cô bé, cái tên là tên gì? Mujin Me Kẹo. Biết. Nhà đó là về một cái cô bé làm bánh rất là giỏi.
ti lúc đầu cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chú thấy cái cuốn truyện tranh của con rất hay, nhưng mà bên chú thì chủ là bên bán sách thôi. Nhưng mà muốn thực hiện ước mơ của cháu thì chú có thể giới thiệu con tới một cái nhà xuất bản khác, hoặc là qua bên cái chỗ nhà xuất bản Nhi Đồng. À, thì bên đó họ mới là người trực tiếp xuất bản truyện đúng không? Con cảm ơn chú nhiều lắm. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ, rồi, em chào anh. À, giới thiệu với con, đây chính là nhà xuất bản Nhi Đồng. Như lúc nãy mà cái chú mà ở bên nhà sách bên kia giới thiệu cho mình đó. Bây giờ cô sẽ đưa con vào đây để gặp người trợ giúp con. Ban mỹ thuật là ban gì không? Dạ không biết gì hết. Tự trong này cũng chào con. Dạ, dạ em chào anh. Em đến chương trình ước mơ của em ngày hôm nay đây chính là bé Thanh Mai. Và con bé có một ước mơ mà hết sức là dễ thương. Và bây giờ con hãy trình bày ước mơ chú đi. Con có ước mơ là muốn trở thành một họa sĩ chuyện tranh. À, con cho bác coi đi, con vẽ được cái gì? Dạ, đây chuyện con coi. Cái gì? Chuyện con vẽ là gì? Dạ, muốn chuyện nó kẹo, chuyện cái gì? Cái con bé có ước mơ trở thành một thợ làm bánh. À, bác xem sơ qua, bác thấy như thế này nè. Mai vẽ đẹp, nhưng mà vẽ nhiều quá. Cái nhân vật Mujin của con nó không có rõ. Giờ lật qua bên này, bác không thấy được Mujin ở đâu hết. Nó đâu rồi? Ở nhà. Đều quá. Mai phải chia ra, con phải chia ra như vậy nè. Nè, đó, con thấy không? Bác vẽ mấy cái từng ô này nó đều có ô to, có ô dài, có ô ngang, ô dọc. Làm cho cái tranh của mình nó phong phú hơn nha. Bao giờ người ta cũng vẽ cái đầu trước nha. Này gọi là phác thảo. À đúng rồi phác thảo, có mắt, có mũi. Cái tóc ở phía trước này sao? Có mái mái tím. Rồi bây giờ cái thân, cái người, cái miệng chưa? Là tay áo phồng lên chút xíu nè. Mà là mang giày búp bê. Con có mang giày búp bê không? Nó từng mang rồi. Rồi con vẽ như vậy từ trên xuống dưới luôn. Thành thử cái người nó không có đúng. Bây giờ con vẽ lại đi. Thanh Mai vẽ nhẹ thôi, nhẹ tay lại. Có cái đầu rồi, có cái khung rồi. Bây giờ mình cho nó mặc áo, mặc váy vào. Nó vẽ xong rồi. Rồi, con biết cách vẽ chưa? Dạ. Nó mới là đẹp được. Bác vẽ con được không? Được, bác vẽ con rồi. Vậy con vẽ lại bác đi. Để cho giống nha. Bác bỏ kính mà cho nó trẻ. Ký tên tặng nha. Nhớ nha. Dao vẽ là người già chưa? Được rồi, già rồi. Thôi. Giống vậy. Đúng không? Ở tòa soạn của bác có tờ ngôi sao nhỏ nè. Các bé tuổi cỡ con á cũng có vẽ nha. Tranh tớ vẽ nè, dành hai trang cho mỗi một bạn như vậy á. Thì khi nào con vẽ được cái 6-7 tranh thì con gửi lên cho bác nha. Rồi từ từ lớn lên rồi mình mới xuất bản được truyện. Đây, bác sẽ tặng con 3 tờ, tặng con. Tặng con. Đó, bác nè. Đó, nhớ chưa? Dạ. Thấy tên bác là đó. Cảm ơn bác. Ừ. Thế nào, Thanh Mai, thì nãy tới giờ bác Lâm đã chỉ cho con được những gì nè? Bé Lâm chỉ con vẽ sao cho đều nè. Ừ. Giờ còn tặng con 3 tầng ngôi sao nhỏ mới chuyển con nữa. Vậy hả? Ừ. Nghe vậy á, cha con coi quá chừng sắp bảo mình. À, được, đi coi, bác dẫn cho con, đi coi. Giấy này là giấy can. Giấy ký can. Giấy bóng mờ. Bây giờ, sau khi phác thảo xong rồi, mình sẽ vẽ nét đen lên. Rồi sau đó bác dùng cái can đó bác đưa lên báo luôn. Đúng. Mẹ có đi học vẽ ngày xưa không? Có chứ. Đẹp quá. Sau khi vẽ nét đen rồi, mình sẽ scan lên máy. Scan lên máy. Dễ thương quá. Qua đây, vẽ lên. Scan lên máy. Nó sẽ giúp mình đưa cái hình ảnh này lên trên máy. Đại khái là vậy đó, được chưa? Rồi, bây giờ con còn hỏi cái gì nữa không?
bác dễ đẹp quá bạn. Cảm ơn bác nhiều lắm. Ừ, bác cũng chúc con thực hiện được cái ước mơ của con nha. Mặc dù chưa có xuất bản được nhưng mà cô hy vọng là con vẫn nuôi dưỡng cái ước mơ đó của mình. Và từ từ con lớn lên thì con cũng sẽ xuất bản được cái cốt truyện mà như những gì mà con mơ ước tới ngày hôm nay nha. Thanh Mai ơi, với sự chia sẻ của các cô chú ngày hôm nay thì em hãy về tập sửa lại những nét vẽ của mình nè, hoàn tất câu chuyện. Và chị tin rằng lần sau chúng ta gặp lại các cô chú với sự chia sẻ của mình, với sự rút kinh nghiệm của mình, biết đâu tập truyện tranh với tác giả Thanh Mai sẽ được xuất bản thì sao. Nhưng có một điều nho nhỏ chị muốn góp ý với Thanh Mai nha. Thật ra thì mít ướt cũng là một điều rất là dễ thương của con gái. Nhưng mà mít ướt nhiều quá thì cũng không hay đâu nè. Em hãy tập cho mình cách có thể bày tỏ những suy nghĩ hơn. Và đừng xấu hổ nữa nhé. Hãy mạnh dạn lên. Bởi vì mạnh dạn cũng sẽ giúp cho mình thực hiện ước mơ một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.